Chào cả nhà. Wow, ngày hôm nay thì hai cậu cháu lại sẽ thử thách ăn một mâm sò lụa. Chà, cái mâm, ủa chứ sò gì? Con ngao hai còi. Ngao hai còi hả? Ngao hai còi mà anh tưởng đâu là sò lụa chứ. Ủa sao nó giống con sò lụa vậy ta? Không. Hay là nó chung một cái sò tên? Sò lụa lại tao nó có đỏ đỏ. Vậy hả? Này là ngao hai còi ngao hả? Hai còi. Wow. Một mâm như vậy là 320.000 đồng đó cả nhà ơi. Một con này thì tính ra là nhiêu? 16.000 một con đó quý vị. Nhưng mà để xem thử có nó ngon không nha. Cái này là vợ Lợi là hấp nước dừa, luộc nước dừa á, ăn chắc chắn nó sẽ ngon lắm nha. Đây, mời con. Dạ. Đây, mời cả nhà đi. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Wow. Mình sẽ chan cái nước này lên nè con. Đây, nước chấm thần thánh là của vợ Lợi làm. Hấp dẫn quá. Chèn vô đi, rồi thưởng thức coi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Nó ngon ông thần ơi. Ngon quá quý vị ơi. Mình sẽ ăn tiếp con thứ hai nha cả nhà. Cái đầu, cái con, cái sau cái đầu này nó giống y chang là cái đầu của cái con gì? Sò dừa, ốc dừa dôi á. Này kêu gì quên mất tiêu tên nó nữa rồi vậy? Ngao hai còi. Ngao hai còi hả? Hấp dẫn quá. Lại hai vợ chồng Lợi tới năm nay cả nhà là sẽ bán lạp xưởng, sẽ dùng cái tiền mà tiền lời của tiền bán lạp xưởng là hai vợ chồng Lợi sẽ mua phần quà gửi tặng cho người già neo đơn. Cái này là hai vợ chồng Lợi thì sẽ làm, chắc chắn sẽ làm. Có một chị vào comment bảo là nói là phải làm, là chắc tất nhiên thì Lợi nói được là sẽ làm được, nên chị cứ yên tâm nha. Nói chung là Lợi đọc cũng thấy hơi buồn, làm như là giống như là Lợi cũng đâu có mà nói để gạt, để nói dốc gì đâu, mà lại vào comment vậy thì Lợi đọc lại cũng thấy hơi buồn chút xíu. Lợi đi làm từ thiện á, đâu phải cái nào là cũng quay lên đâu cả nhà. Có khi mà Lợi đi là cũng đâu có quay đâu. Có khi lại tặng người này người kia là cũng đâu có quay, lúc nào là cũng đâu có quay lên đâu. Tại vì mình làm YouTube mà cứ quay những clip từ thiện liên tục như vậy á, thì chắc chắn là cái lượt tương tác nó sẽ bị giảm rất nhiều. Cái đó là Lợi chia sẻ thật sự. Làm trung tâm, nếu mình nhắm mình làm được thì mình làm. Còn ví dụ như có cái nào mà Lợi cảm thấy mà chia sẻ lên được á, quay lên á để cho mà mọi người xem, mọi người chia sẻ chung với lại Lợi á, thì Lợi sẽ quay lên và để cho mọi người có thể cùng tay, chung một tay, có thể tặng quà cho mấy cô dì chú bác anh chị gì đó, có thể giúp đỡ được gì. Ví dụ như là em bé mà ở Cà Mau á đó, hoặc là cụ bà Chính nè, ví dụ như những trường hợp như vậy thì Lợi quay lên để cho các mạnh thường quân á, họ vào họ xem, họ có thể là chia sẻ được cái gì thì họ sẽ chia sẻ chung với Lợi, chứ không phải là gì, chứ không phải là Lợi nói là làm từ thiện mà chỉ là bán xong rồi lại không có tiền để làm từ thiện để xí gạt, là không bao giờ có chuyện đó xảy ra nha. Cái chị gì đó, chị đừng bao giờ chị nghĩ như vậy. Em rất là buồn khi mà đọc được cái dòng comment như vậy. Anh rồi. Ăn cái cục trắng trắng là ngon nhất á. Cái này là thịt mà đúng không vậy? Thịt con còi á. Cái cục này trắng trắng là ngon nhất á. Này nè. Ngon không?
Ngon không? Tuyệt vời quá quý vị ơi. Chấm ngon quá. Tôi sẽ chan lên cái con này. Đây. Wow. Tết năm nay á, Tết năm nay sẽ đi cùng nhau. Đó là chắc hai vợ chồng mình có bánh tét quá vậy ha. Sớm gói chứ mình biết gói mới sợ. Hai vợ chồng, ừ thì cả sớm mình. Nếu tới năm nay có gói bánh tét thì là sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Ngày bữa làm mứt. Cái này nó dính vô đây luôn rồi sao ăn được. Chắc chú phải dùng cái kéo cắt nó ra mới ăn được. Cái cục thịt đó nó dính vô cái vỏ luôn á nên đâu ăn được đâu. Nhìn cái con này nó tựa tựa như con sò lụa ha cả nhà ha. Nó giống cái vỏ nó giống sò lụa. Ngon quá. Đây này là cái râu của nó hay là cái mỏ cái miệng gì của nó đó cả nhà. Cái dồi như cái hay là cái lỗ mũi thở của nó hay sao á. Để thấy trên đây nó có những cái mấy cái trang là mấy cái gì ta, cái này là gì tiền hay là gì quên rồi ta, kêu là gì tua hình như vậy á. Ôi cái con nó cũng bự lắm nha cả nhà. Coi hai cái cục thịt nó hai bên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quất. Wow. Thịt nó nhiều. Ngon không? Ngon. Bé Tiền ăn nhìn thấy thèm luôn á ông nội ơi. Sắp Tết rồi quý vị ơi. Sắp Tết rồi. Còn nhiêu còn một tháng nữa tới Tết rồi, nhanh quá trời ơi. Hai cậu cháu mình xử cũng gần hết luôn rồi con. Nhưng mà ăn cái con này nó không biết ngán ta. Thường thường lại ăn hải sản á là nó ngán lắm mà sao con này lại ăn nãy giờ lại chưa ngán nha. Ngộ chứ. Tại vì cả nhà mình biết không, có đồ hải sản á nó dễ thèm mà nó mau ngán lắm. Đồ hải sản mình nhìn là mình thèm liền nhưng mà mình ăn cái nó mau ngán ngộ, ngộ vậy đó. Cái cục thịt nó ngon quá trời quý vị ơi.
con nó ra, có con nó không có ra, nó dính luôn cái cục trong đây rồi. Chút xíu mình phải lấy dao mình cắt cái phần này ra nó mới được. Nó không có cái thịt, cái con nó còn vậy nè cả nhà. Béo quá. Trong cái bụng á, trong cái bụng ăn béo ghê luôn. Con thấy sao? Ngon quá hả? Diễn tả coi nó làm sao. Nó dai. Rồi sao nữa? Trong cái bụng nó béo, nó sực sực. Nó dai, cái bụng nó béo, ăn sực sực. Trời ơi, còn còn ba con nữa nè Tiền. Hai cậu cháu mình ráng dứt luôn. Mà không ngon hay là ráng vậy? Ngon chứ. Ngon mà ăn nhiều, nó ăn nhiều quá nó no quá. Trời ơi, có con này nó cũng còn dính xíu cát trong đây. Con này nó sẽ có 3 phần để cho chúng ta ăn. Phần thứ nhất là cái dồi á, hai cái dồi của nó đó. Đó. Phần thứ hai là phần cái này. Phần thứ ba là cái phần thịt này. Nó sẽ có 3 cái. Ăn 3 lần. Con thử luôn đi Tiền. Trời ơi, đúng là Việt Nam luôn á trời. Ăn còn con chừa lại. Vậy hai cậu cháu mình đứa nữa nha. Đây lại gốc. Người nữa nha. Dạ. Giờ con ăn chọn phần nào? Phần thịt hay là phần bụng? Phần thịt. Phần thịt đúng không? Đây. À, hai cậu cháu lại đã xử hết một mâm. Ăn hết một mâm luôn nha cả nhà. Tuyệt vời. Ngon quá. Xong, quá đạt. No rồi quý vị ơi. Thôi bây giờ hai cậu cháu lại cũng đã ăn hết cái mâm hải sản này rồi. Cái mâm ốc. Ốc dồi dôi hả? Ủa? Con ngao dồi dôi hả? Ủa? Con gì quên nữa rồi. Ngao dồi dôi. Ủa? Con gì em? Ngao hai còi. Ngao hai còi. Ngao hai còi nha cả nhà. Rồi bây giờ thôi lại bà bé Tiền sẽ chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ hai cậu cháu lại nha. Bye bye mọi người.